chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh vn youtuber các bạn thân mến khi ảnh hưởng thế giới của trung quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự của họ cũng gia tăng sự tăng cường năng lực hải quân đầu tư lớn vào công nghệ vũ khí và lập căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài đã nói lên mục tiêu của chủ tịch tập cận bình nhằm làm cho trung quốc trở thành một siêu cường toàn cầu nhưng để phù hợp với tham vọng đó Giải phóng quân Trung Quốc lại đang thiếu khả năng tự thiết kế lấy các vũ khí trang bị tiên tiến mà chủ yếu dùng cách sao chép từ các nước khác. Biện pháp sao chép vũ khí và công nghệ quân sự của Trung Quốc diễn ra phổ biến ở mọi quân chủng của họ. Nhưng có lẽ nổi bật và dễ thấy nhất là trong lĩnh vực không quân. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị tham khảo một góc nhìn vào những chiếc máy bay chủ lực của Trung Quốc hiện nay đặt trong sự so sánh với những chiếc được cho là nguyên mẫu bị sao chép. Đầu tiên là chiếc J-10. Thập niên 1980, Mỹ hợp tác với Israel để phát triển một máy bay chiến đấu mới trên nền tảng chiếc F-16. Nhưng vì chi phí tăng lên, Mỹ rút khỏi hợp đồng để lại cho Israel chiếc máy bay Levi chưa hoàn thiện. Mấy năm sau, các quan chức Mỹ phát hiện ra rằng Israel đã bán kế hoạch phát triển chiếc Levi cho Trung Quốc, qua đó cho phép Trung Quốc khám phá công nghệ của chiếc F-16. Chiếc J-10 đã giống với F-16 không chỉ ở hình dáng bề ngoài. Công nghệ có nguồn gốc thông qua Israel này cho phép Trung Quốc đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực máy bay chiến đấu mà lúc đó trình độ của họ chỉ đang tương đương với thập niên 1960. Đây không phải là lần cuối cùng máy bay Trung Quốc sao chép các bộ phận của F-16, nhưng nó là lần trực tiếp nhất. Một phiên bản nâng cấp của chiếc J-10 đã đi vào phục vụ trong năm 2017 với radar mạng pha kiểm soát hỏa lực tiên tiến với việc tăng cường sử dụng vật liệu composite để giảm trọng lượng và một loạt nâng cấp được phát triển nội địa khác nhằm giữ cho J10 có thể hoạt động trong hàng thập kỷ tới. Thứ hai là chiếc J11 và J16 sao chép từ Su-27. Khi Liên Xô gần sụp đổ năm 1989, Trung Quốc kiếm được cơ hội để sở hữu dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu Su-27. Một máy bay chiến đấu ưu việt được phát triển để chống lại những chiếc máy bay của Mỹ như chiếc T-14 Tomcat Liên Xô đã dự định bán cho Trung Quốc một thiết kế máy bay MiG mới để thay thế, nhưng họ có ít lựa chọn khi đối mặt với sự sụp đổ kinh tế. Trung Quốc nhanh chóng tổ chức sản xuất các máy bay Su-27 của bản thân họ và sau đó cải tiến thiết kế này để phát triển một cái mà sau đó trở thành chiếc J-11. Không giống các máy bay khác của Trung Quốc sử dụng lúc đó, Su-27 mang đến các hệ thống hàng không tiên tiến và công nghệ fly-by-wire mà Trung Quốc cũng có thể sao chép vào các nền tảng sau đó. Xin giải thích một chút, công nghệ fly by wire, tức là công nghệ điều khiển bay thông qua các tín hiệu điện tử để thay thế cho hệ thống kiểm soát bay bằng cơ khí. Năm 2000, Nga bán cho Trung Quốc một số nâng cấp mà họ đã tiến hành với nền tảng Su-27 và kết quả sau đó là Trung Quốc đã nỗ lực sao chép chúng, bên cạnh các công nghệ phát triển nội địa khác để chế tạo ra chiếc J-16 là một phiên bản sửa chữa và nâng cấp của Su-27. Thứ ba là chiếc J-15 sao chép từ Su-33. Chiếc J-15 Trung Quốc đã phục vụ như một tiêm kích trên hạm chính. Và nếu Trung Quốc có cách, họ có lẽ đã sản xuất nguyên mẫu bằng cách đơn giản là mua dây chuyền sản xuất máy bay Su-33 là phiên bản trên hạm của chiếc Su-27 của Nga. Khi Liên Xô từ chối chia sẻ các bí mật thiết kế Su-33 của họ, Trung Quốc đã mua một chiếc Su-33 nguyên mẫu từ Ukraine, đặt tên cho nó là T-10K3 và nhanh chóng tổ chức tháo tung nó ra để nghiên cứu. Kết quả là một máy bay chiến đấu trên hạm đã ra đời trên cơ sở chia sẻ thiết kế cánh của su 3 và toàn bộ hình dáng bề ngoài kết hợp với một vài cải tiến của Trung Quốc như sử dụng vật nhiều vật liệu composite để giảm trọng lượng. Về công nghệ, ít nhất là trên lý thuyết, J-15 có thể được xem là máy bay chiến đấu ưu việt so với chiếc máy bay trên hạm nhanh nhất và phục vụ lâu nhất của Mỹ là chiếc F-15 với tốc độ nhanh hơn, tải trọng tối đa lớn hơn và trần bay cao hơn. Trung Quốc đã vui mừng khẳng định rằng trong một trận chiến quần vòng giữa hai chiếc máy bay này thì sẽ chắc chắn phần thắng thuộc về Trung Quốc. Nhưng F-15 được hỗ trợ mạnh mẽ bởi máy phóng ở phía sau. Trong khi hệ thống phóng kém hơn của tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc hạn chế trọng lượng cất cánh tối đa của J-15 làm giảm tổng số vũ khí đạn dược nó có thể mang vào một trận chiến. Các đầu sân bay mới đang phát triển hứa hẹn cung cấp một máy phóng điện từ tương tự những thứ được sử dụng trong lớp tàu sân bay Ford của Mỹ, nhưng J15 có thể sẽ không tồn tại được đến lúc để được phục vụ trên những con tàu như vậy. Thứ tư là máy bay không người lái CH4 sao chép MQ9 của Mỹ. Mặc dù không có bằng chứng công khai dứt khoát để ủng hộ cho tuyên bố của Mỹ rằng chiếc máy bay không người lái vũ trang CH4 của Trung Quốc được đặt trên cơ sở những sơ đồ đánh cắp của chiếc MQ-9, nhưng điều này vẫn đang được tin tưởng. Mặc dù rõ ràng ra đời sau chiếc UAV của Mỹ, nhưng CH-4 có ít điểm trao vũ khí hơn ở bên ngoài, mặc dù các tính năng bay và thời gian bay tương đương. Điều đó gợi ý rằng hệ thống cỡ động cơ của nó không bằng các động cơ của chiếc UAV của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng thực hiện cạnh tranh với chiếc MQ-9 trong chương trình máy bay không người lái của họ từ đó dẫn tới sự ra đời của chiếc CH5 mới hơn và mạnh mẽ hơn. Đây là một phiên bản nâng cấp từ nền tảng chiếc UAV đầu tiên sao chép từ Mỹ. Thứ năm là chiếc FC1 đối với MiG-21. Tình yêu của Trung Quốc với các máy bay chiến đấu của Nga không chỉ qua các thiết kế su khôi. Thập niên 1960, Trung Quốc đã mua các bản thiết kế sản xuất máy bay MiG-21 và sau đó sửa chữa nâng cấp để thành chiếc j 7 Kể từ đó, J-7 trở thành nền tảng cho một liên doanh với Pakistan nhằm mục tiêu tạo ra một máy bay chiến đấu mới có thể cạnh tranh với một chiếc máy bay MiG khác của Liên Xô là MiG-29. Dựa vào việc được truy cập và thiết kế của F-16 thông qua chương trình Levi của Israel, Liên doanh Trung Quốc-Pakistan đã lai ghép các đặc tính của F-16 và MiG-21 để tạo ra một chiếc máy bay mà một số người khẳng định là tốt hơn cả hai chiếc nguyên mẫu. Các linh kiện của cả hai chiếc máy bay đã được nhìn thấy trong chiếc FC-1 hoặc ở Pakistan gọi là JF-17. Với phần mũi là của F-16 và phần đuôi là kết hợp với thiết kế cánh rõ rệt của MiG-21. Thứ 6 là chiếc J-20 sao chép chiếc F-22. J-20, chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên của Trung Quốc, đã được chế tạo không những để phục vụ như một đối thủ cho F-22 của Mỹ, mà trong nhiều góc độ nó còn là một bản copy trực tiếp. Các sơ đồ thiết kế của Lockheed Martin đã bị lấy cắp bởi một người Trung Quốc tên là Subin. Người này đã bị tuyên án 46 tháng tù cho tội danh đó. Kết quả của sự nỗ lực của anh ta nhân danh chính phủ Trung Quốc sẽ còn sống trong hàng thập kỷ nữa. Ngoài việc bổ sung thêm một khẩu pháo phía trước cho G-20, hai chiếc máy bay này gần như giống hệt nhau vì sự truy cập của Trung Quốc vào các dữ liệu mật phát triển F-22. Nhưng giống như các trường hợp khác sự giống nhau có vẻ chỉ trên mặt hình dáng. Bởi vì Trung Quốc thiếu các nền tảng rộng rãi trong công nghệ tàng hình, cho nên có niềm tin phổ biến rằng thiết kế tàng hình của J-20 bị hạn chế bởi lớp sơn phủ hấp thụ radar và vật liệu sản xuất. Các chuyên gia quốc phòng Mỹ nói rằng J-20 Trung Quốc có tín hiệu radar lớn hơn nhiều so với F-22 và các bộ phận khác cuối cùng có thể làm cho lợi thế của Mỹ là rõ rệt. Mỹ đã hủy chương trình F-22 vào năm 2011 và chưa đến 200 máy bay được chế tạo. Trong khi đó Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển và sản xuất j 20 với số lượng lớn trong những năm tới. Thứ bảy là j 31 và F-35. Giống như F-22, chiếc F-35 của Mỹ cũng bị Subin gây hại dẫn tới chương trình j 31 Chiếc máy bay này vẫn đang được phát triển, có tầm hoạt động lớn hơn và khả năng tải lớn hơn chiếc F-35 có một sự kỳ vọng rằng J-31 sẽ trở thành máy bay chiến đấu trên hạm chính của Trung Quốc một khi nó được sản xuất đại trà để thay thế cho chiếc J-15 hay bị lỗi. Giống như chương trình J-20, J-31 bị hạn chế bởi sự thiếu kinh nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực máy bay tàng hình. Về ngoại hình, J-31 có vẻ vay mượn nhiều từ cả F-35 và F-22. Từ đó gợi ý rằng nó có thể nhẹ hơn và cơ động hơn các máy bay chiến đấu hàng đầu của Mỹ nhưng nó còn thiếu những tính năng tàng hình của F35 ở mức độ nhất định, cũng như thiếu bộ cảm biến để cung cấp cho phi công nhận thức tốt hơn về không gian chiến trường. Về cơ bản, F35 phục vụ không chỉ trong vai trò máy bay chiến đấu mà còn là một trung tâm dữ liệu. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy J-31 của Trung Quốc có thể kết hợp nhiều loại dữ liệu như vậy và một giao diện dễ quản lý. Điều đó có nghĩa là khả năng tác chiến ngoài đường chân trời của F35 không xuất hiện trên hàng nhái của Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là phân tích về sự liên quan của những loại máy bay chủ yếu nhất của không quân Trung Quốc hiện nay với các máy bay nước ngoài. Trong câu chuyện này, tuy nói rằng Trung Quốc sao chép, nhưng cũng có hai điều chúng ta phải khâm phục. Một là sự ghê gớm của tình báo công nghiệp Trung Quốc. Những chương trình F-22, F-35 đối với nước Mỹ là bí mật như thế nào? Vậy mà Trung Quốc có thể lây cắp được các dữ liệu để từ đó nghiên cứu sao chép. Như vậy đủ thấy sự ghê gớm của tình báo Trung Quốc. Thứ hai là trình độ công nghiệp của Trung Quốc. Tuy rằng các chương trình máy bay do Trung Quốc sao chép của nước ngoài còn nhiều hạn chế, nhưng có thể sao chép được những loại vũ khí hàng đầu thế giới hiện nay. Đủ thấy rằng công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã có những bước tiến nhanh chóng, rút ngắn khoảng cách với các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Qua đây quý vị có thêm thông tin để nhận thức rõ hơn về không quân Trung Quốc là một nước đang có những mâu thuẫn với Trung Quốc về lãnh thổ. Thái độ thích hợp của chúng ta nên là không hoang mang sợ hãi về những vũ khí của họ, nhưng cũng không nên quá xem thường tính năng tác dụng của nó chỉ vì cái danh tiếng hàng nhái. Chương trình hôm nay xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.